Xin chào các giám đốc marketing, những chuyên viên marketing, những người đang quan tâm đến chương trình CMO của tôi. Video này thì tôi sẽ giảng rất là kỹ, sâu hơn về mô hình marketing 4P, 7P và 13P. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái slide tôi làm là nó có dài 180 trang. 180 trang. Vâng. Tôi sẽ cố gắng nói cô đọng, súc tích, ngắn gọn, còn tài liệu thì các bạn có thể xem xin tôi slide này hoặc là đọc cái cuốn sách Marketing Online 4.0 của tôi. Cái cuốn sách đấy cũng là một cuốn sách rất là tốt để các bạn nên mua. Ok, thì đầu tiên tôi nói về cái sự tiến hóa của các mô hình marketing mix. Ban đầu như tôi đã nói là ông Kotler ông ấy làm mô hình 4P, sau đó là đến 7P và tôi đã bổ sung thành 13P. Thế thì chúng ta sẽ học, chúng ta biết mô hình của ông rất là kinh điển rồi. Và chúng ta sẽ làm chi tiết, chúng ta sẽ làm chi tiết sự tiến hóa của nó từ marketing truyền thống sang marketing điện tử, từ những cái thứ mà chúng ta chưa từng làm như là short video, như là social media, như là mobile, như là các cái live stream vân vân, và đến những cái mà chúng ta đã làm rất nhiều như là catalog, rồi thì billboard, rồi thì quảng cáo ngoài trời, đúng không ạ? Rất nhiều, rất nhiều đấy. Thì cái 4P này các bạn search trên mạng thì nó ra rất nhiều. Đấy, nhưng mà tôi chỉ muốn nói sâu hơn. Thứ nhất là về sản phẩm, đúng không? Về sản phẩm thì chúng ta quan tâm đến cái gì? Đấy, chúng ta trả lời cho câu hỏi là sản phẩm của chúng ta thì hay là cái dịch vụ sản phẩm số đấy, cái dịch vụ thì chúng ta đáp ứng cái yêu cầu gì của thị trường đó, và nó sẽ phục vụ cho đối tượng khách hàng nào. Đấy, cũng như là nó có những cái giá trị như thế nào để đảm bảo được cái yếu tố marketing của người mua, hay là chúng ta cũng quan tâm đến khái niệm là vòng đời của sản phẩm, đấy, life cycle đấy. Thí dụ như nó chia thành các giai đoạn là hình thành, phát triển, trưởng thành và thoái trào. Rồi thì chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là khi mà chúng ta làm sản phẩm ấy, là chúng ta bán sản phẩm gì, bán cho đối tượng khách hàng mục tiêu nào, ở thị trường nào, đó, sản phẩm vật lý hay sản phẩm số. Thí dụ như là cái điện thoại là sản phẩm vật lý, còn những cái phần mềm Zoom hay là cái phần mềm iCloud thì đấy là sản phẩm số hóa, đúng không ạ? Vâng. Bạn sản xuất hay là làm cung cấp cái dịch vụ gì mà thị trường cần cho nhu cầu của họ, đúng không ạ? Thậm chí những thứ mà khách hàng còn chưa tưởng tượng ra, chưa tưởng tượng ra. Đấy. Thì hôm trước tôi có đọc cái cuốn sách của ông Kotler thì cũng mới xuất bản tại Việt Nam thôi. Cái cuốn này của tôi viết cách đây 4 năm rồi thì cũng đã nói những thứ mà khách hàng chưa tưởng tượng ra. Thì trong cái cuốn sách của ông Kotler ông có nói là có những cái hãng là người ta đưa khách hàng đến những nơi mà thậm chí là khách hàng còn chưa tưởng tượng ra, chưa biết là sẽ đi đâu. Thì cái người làm marketing phải có cái khả năng dẫn dắt và tạo ra những sản phẩm như vậy. Đấy. Khách hàng thực sự muốn sản phẩm của chúng ta là gì, giá trị cốt lõi là gì, có những cái tính năng gì có thể đáp ứng được nhu cầu, cách mà khách hàng sử dụng sản phẩm, nơi mà khách hàng đã sử dụng sản phẩm. Đấy, động cơ mua hàng, đúng không ạ? Động cơ mua hàng. Đấy, khách hàng mong muốn sản phẩm đa dạng, mẫu mã, nhiều thiết kế, nhiều tính năng, sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc, đúng không ạ? Đấy, cá nhân hóa, vân vân. Thí dụ như hãng Nike, cái hãng mà có cái khẩu hiệu là Just Do It, cứ làm đi, và cái dấu phẩy ngoắc này này, thì chúng ta biết rằng là họ ban đầu họ chỉ là sản xuất cho các vận động viên chuyên nghiệp, nhưng bây giờ thì họ đã bán tất cả các môn thể thao, rồi bán cho người bình thường. Đấy, và rất là thành công, đúng không ạ? Rất thành công. Đấy. Hay là VinFast cũng là một cái thương hiệu mà đang được cả thế giới cũng như là tại Việt Nam đánh giá rất cao về cái nỗ lực, cái sự thần tốc, cái sự nghiêm túc trong cái việc sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường. Đấy, rồi thì nghiên cứu thị trường, lắng nghe thị trường và đặt câu hỏi để tung ra những cái sản phẩm phù hợp. Đấy, thí dụ như là iPhone 6. Thì Apple đã nhận ra rằng là khách hàng cần một chiếc điện thoại to hơn, bởi vì các bạn biết là từ iPhone 1 đến iPhone 5 thì điện thoại nó nhỏ, nên iPhone 6 thì cần một cái dung lượng lớn, kích thước lớn, cho nên là họ đã đưa ra và họ đã bán rất là tốt và họ đã cạnh tranh được với Samsung. Chứ còn trước đây chỉ có Samsung Note mới có điện thoại màn hình to, đúng không ạ? Cách mà sử dụng như thế nào, công sở mặc ra làm sao, cái tính tiện dụng của sản phẩm. À, vừa đi làm, vừa đi chơi, vừa đi dự tiệc đều được. Đó. À, có kích thước như thế nào, khối lượng trọng lượng ra làm sao, đóng gói có thông minh hay không,
bao bì nhãn mác, cho nên là có những cái sản phẩm nó được thiết kế rất là đẹp. Thì các bạn có thể, tôi sẽ dạy các bạn về cái chủ đề là trace marketing, tức là thiết kế sản phẩm. Tôi có cái slide về cái đấy rất là chuyên sâu, tôi đi dạy cho các giám đốc mà. Vâng, tiếp tục đấy là có sản phẩm đa dạng hóa hay không, đúng không? Samsung thì rất đa dạng, Apple thì lại đơn giản hơn. Các cái dịch vụ, các chính sách bán hàng, các chính sách chăm sóc khách hàng sau bán như thế nào, chính sách đổi trả bảo hành bảo trì đấy, rồi cái khả năng đáp ứng thị trường. Tại sao VinFast bán cũng rất là tốt, bởi vì họ có rất nhiều chính sách, họ thay đổi liên tục đấy, và đặc biệt là họ có voucher giảm giá khi mua xe hơi nếu như bạn là chủ sở hữu của một căn hộ Vinhomes của họ đó. Rồi thì chính sách về giá bán, đúng không? Chính sách về giá bán, chính sách bán hàng, rồi thì chính sách giá bán dựa trên cái vòng đời của sản phẩm, cái vòng đời nó đang lên, con bò hay ngôi sao ấy, đúng không? Hay là nó đang kém thì mình cũng phải xác định là có thể là dừng lại, vứt nó đi, không kinh doanh nữa, bởi vì như thế sẽ càng tốn tiền đó. Rồi chúng ta cũng sẽ phải research and development, tức là R&D, tức là nghiên cứu và phát triển về sản phẩm và dịch vụ, bao gồm là chúng ta phải đổi mới sản phẩm từ iPhone 1 lên iPhone 15, từ Samsung 1 đến Samsung 2, 2, 2, 3, 4, vân vân, thì nó mới thay đổi được sản phẩm. Hay là cái sản phẩm này trước mặt tôi, đúng không ạ, nó như thế này, nhưng sau này nó có thể bé nữa, bé nữa, bé nữa thì sao, nhưng độ pin của nó rất là tốt, đúng không ạ. Đấy, hay là máy tính của tôi thì lưu rất nhiều dữ liệu là video nó nặng, tôi sẽ phải cần đến cái ổ cứng ngoài như thế này. Thì đấy là những cái sản phẩm mà chúng ta phải phát triển và nghiên cứu sản phẩm, và chúng ta phải đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng đó, rất là quan trọng, rất là quan trọng, đúng không? Thực tế là trong marketing online hiện nay thì có những cái sản phẩm người ta còn không cả bán, người ta cho miễn phí hết, cho miễn phí nhưng mà khách hàng vẫn vẫn rất là hài lòng và vẫn rất là thành công. Và họ sẽ kiếm tiền bằng những phương thức khác, họ kiếm tiền bằng cách là họ sẽ kiếm tiền từ quảng cáo, hoặc là bán những gói trả phí chẳng hạn. Chiến lược giá, đúng không ạ, chiến lược giá thì có những cái trả lời cho những câu hỏi là giá trị cốt lõi của sản phẩm và dịch vụ là gì, nhắm tới đối tượng khách hàng nào, định vị ra làm sao, đúng không ạ, và bán đắt hay bán rẻ là do định vị, đúng không ạ, do cái chi phí sản xuất, do cái tính độc quyền của sản phẩm, vân vân. Thế thì từ đó chúng ta cũng sẽ phải xác định được là chúng ta xâm nhập thị trường như nào, chúng ta tạo ra các phiên bản sản phẩm ra làm sao, chúng ta đang ở giai đoạn nào trong cái mô hình ma trận BCG, nó là con dấu hỏi hay là chó mực hay là bò tiền. Thế thì chúng ta mới phải xác định được chiến lược giá, mà chiến lược giá của chúng ta phải linh hoạt. Thế linh hoạt thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu thị trường, nhưng nó cũng lại tạo ra cái nhược điểm đấy là khách hàng cũng cảm thấy rất là sợ hãi. Mua hôm nay sau hôm sau nó giảm giá thì họ, cái sản phẩm của họ bị mất giá, họ cảm thấy rất là tức giận. Chiến lược xâm nhập thị trường đây thì giá khi xâm nhập thị trường là làm thế nào, giá thấp hay là phá giá thị trường, tâm lý về giá cả, rồi thì định giá cho từng dòng sản phẩm, định giá theo combo, đúng không ạ, và tùy chọn, định giá giá rẻ dẫn đầu, dẫn đạo về giá. Thí dụ như Vietjet Air của Việt Nam, hay là JetBlue của Mỹ, hay là Spirit Airlines của Mỹ, đấy, hay là Walmart của Mỹ, họ đi theo cái chiến lược giá rẻ. Giá rẻ nhưng không phải là họ sẽ làm cho khách hàng cảm thấy rẻ rúng, mà giống như là cái thông điệp của họ là khách hàng sẽ mua được nhiều hàng hơn với giá thấp hơn, hay là mua được hàng hiệu nhưng mà với giá rẻ, hoặc là chiến lược hớt váng, chiến lược hớt váng, đúng không ạ? Rồi chiến lược kèm khuyến mại, mua bia kèm lạc, đúng không? Chiến lược định giá cho từng khu vực, định địa lý khác nhau, rồi định giá theo giá trị sản phẩm, vân vân. Có rất nhiều các chiến lược, chiến lược giá tiết kiệm, chiến lược là dựa trên chi phí, có rất nhiều nhá. Tôi thì tôi không không có đủ thời gian để giảng hết cho các anh chị và các bạn, tôi sẽ review, bởi vì các anh chị và các bạn là cấp độ giám đốc mà, những cái thứ mà tôi nói và các bạn nhìn slide này các bạn đã xem được, nhìn video này sẽ xem được. Đấy. Các yếu tố quyết định về giá, đúng không ạ? Ví dụ như là tính độc đáo, tính mới, tính khác biệt, cái khả năng, cái hiệu quả, cái hiệu quả của sản phẩm và dịch vụ, cái trải nghiệm của khách hàng, phân khúc khách hàng, mục tiêu, định vị, khả năng về tài chính, vân vân, khả năng về sản xuất, đó.
họ có thể bán được, ví dụ như Vin Vinhome họ bán được thì nhờ là họ có cho vay trả góp của ngân hàng. Đấy, Thế Giới Di Động bán được giá cao hơn so với thị trường là bởi vì dịch vụ khách hàng của họ tốt hơn. Đấy, và họ chuỗi của họ mạnh, đúng không? Và cạnh tranh giữa các nhà sản xuất và những người bán hàng ngày càng lớn, tạo ra áp lực phải cạnh tranh về giá. Muốn giữ được giá thì phải đổi mới sản phẩm liên tục thì để tạo ra những cái dòng sản phẩm mới để tiếp tục tăng giá. Ví dụ như iPhone 10 thì rẻ hơn iPhone 14, nhưng mà iPhone 14 lại có thể lại rẻ hơn iPhone 15. Đấy, thì bởi vì họ liên tục bổ sung những cái tính mới vào trong sản phẩm, và như vậy họ vẫn bán được hàng mà họ vẫn tăng được cái doanh số. Đấy, B3 là promotion, xúc tiến bán, thì ở đây bao gồm quảng cáo. Đấy, quảng cáo hay là PR, thì tôi sẽ giảng một cái bài PR riêng. Lập kế hoạch khuyến mại, đúng không ạ? Đấy, rồi thì các cái chương trình về ra mắt sản phẩm, showroom, rồi thì trả lời các câu hỏi của khách hàng, vân vân. Bạn có tung ra chương trình dùng thử hay không? Ngân sách có đủ hay không? Đối tượng khách hàng mình làm như thế nào? Làm thế nào để khách hàng cũ quay trở lại? Đấy, rồi thì mở các điểm bán, khai trương. Những cái điều đấy, quảng cáo thì quảng cáo truyền thống, quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, quan tâm đến cái việc là advertising, tức là quảng cáo trả phí, và organic traffic, tức là những cái truy cập nhưng mà miễn phí, thì chúng ta cũng sẽ cần phải làm trong phần promotion này, rất là quan trọng. Và ta sẽ có những cái video riêng cho nó, ví dụ như là chúng ta sẽ quảng cáo trên Facebook, trên TikTok, trên Zalo, trên YouTube, trên các nền tảng mạng xã hội, làm content là như thế nào, real time content media là như thế nào, tất cả những cái điều đấy. Rồi thì những cái chiến lược sales service, phục vụ khách hàng, trải nghiệm khách hàng là như nào, thì ta sẽ dần dần tìm hiểu thêm trong những cái video tiếp theo nữa. Và rất là nhiều kênh phân phối thì chúng ta chọn kênh phân phối như thế nào, đúng không ạ? Đấy, kênh dài, kênh ngắn, kênh trực tiếp, kênh gián tiếp, kênh online, kênh offline. Trong kênh online chúng ta chạy những kênh gì, chạy Facebook hay chạy Google hay là chạy web hay chạy sàn thương mại điện tử, chạy sàn trong nước hay sàn nước ngoài, có chạy affiliate hay không, kiểu kiểu như thế. Đấy, rồi thì có chạy các cái dạng mô hình là boss mỹ phẩm kết hợp với cộng tác viên hay không. Đấy, rồi cũng có thể là kết hợp với các cái mô hình bán hàng đa cấp nhưng mà chân chính, cũng có thể thử làm. Rồi thì sử dụng các cái kênh truyền thống, kênh siêu thị, đúng không? Kênh phát triển các kênh đại lý, vân vân. Chiến lược phát triển như nào là do sản phẩm, do cái định vị của chúng ta, do cái cách làm của chúng ta. Ai cũng muốn làm nhanh, ai cũng muốn làm tốt, ai cũng muốn làm rẻ, mở rộng thị trường tốt, đúng không? Quản lý đối tác ra làm sao, thị trường chúng ta mong muốn, các cái rào cản để gia nhập thị trường như thế nào, thì cái phần này rõ ràng là thuộc về kênh phân phối. Kênh web thì chúng ta cũng phải biết về kênh web, kênh Facebook chúng ta phải biết, kênh Zalo, kênh sàn thương mại điện tử trong nước, kênh sàn điện thoại điện tử nước ngoài, kênh affiliate. Ok, rất nhiều nha. Thì cái phần này các bạn cũng sẽ thấy là nếu mà các bạn là phải xử lý kênh, các bạn sẽ phải chuẩn hóa kênh, phát triển chuỗi, rồi quản lý chuỗi, rồi đến nhượng quyền thương hiệu. Yên tâm đi, tôi nói những cái thứ đấy là tôi hoàn toàn hiểu nha, chứ tôi không phải là nói không đâu. Bởi vì nếu mà các bạn biết về tôi là tôi có 2 bằng đại học luật, thì tôi rất là hiểu về nhượng quyền thương hiệu dưới góc độ pháp lý, và hiểu về phát triển chuỗi dưới góc độ của một cái kênh phân phối, logistics hay là marketing đó. Việc xây dựng một cái hệ thống phân phối online hoặc offline mạnh, rộng rộng khắp, có độ phủ cao thì cũng sẽ là một cái sức mạnh cho doanh nghiệp rất đáng kể. Tuy nhiên nó cũng gặp một cái vấn đề, đấy là khi mà gặp trường hợp dịch bệnh thì cũng khá là nguy hiểm, nó sẽ làm tốn chi phí đáng kể. Đấy, rất tốn chi phí. Rồi. Rồi thì các cái vấn đề liên quan đến logistics, ngược logistics xuôi cho chuỗi phân phối của mình, chuỗi online, chuỗi offline đều phải cần đến logistics. Đúng không ạ? Thì là công nghệ quản lý chuỗi như nào, sử dụng B, sử dụng Grab, sử dụng người tìm ship, ship tìm người, bán hàng online rất phức tạp. Chúng ta đều phải đưa ra cái quy trình, trong chữ process của quy trình đấy, và áp dụng các cái công nghệ để chúng ta làm. Vâng.
Một số những thông tin như cửa hàng không người bán ở nước ngoài thì đã có rồi, quản lý dữ liệu, quản lý kênh, quản lý đối tác, đúng không ạ, sử dụng các mô hình kênh phân phối, vân vân. Tiếp tục đến là cái chính sách, cái chữ P thứ năm là về con người, chữ P thứ năm về con người. Đấy. Thì như các bạn thấy đấy, Viettel Post nói rằng là cái khó nhất của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ mà nằm ở nhân sự, thì quản lý con người rất là khó, đúng không ạ? Quản lý con người rất là khó. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chuyển giao quyền lực cho thế hệ thứ hai như thế nào để không bị ảnh hưởng đến thương hiệu, không bị đấu đá, hay là mời các đối tác như thế nào. Ví dụ như là các bạn thấy đấy, tập đoàn xây dựng, một cái tập đoàn lớn đang cũng có cái nội bộ rất là lục đục. Đấy, bởi vì là chúng ta sử dụng cái vốn của đối tác ở nước ngoài và chúng ta bị xung đột về lợi ích. Chúng ta đào tạo nhân sự, tuyển dụng nhân sự, đấy là cái phần về chữ P thứ năm là people đấy. Rồi quản lý khách hàng, và ông Kotler nói rằng là ngày nay chúng ta phải quản lý mối quan hệ khách hàng, và cái mối quan hệ này là phải là một cái mối quan hệ mà tương tác, một cái mối quan hệ là có cái sự bền vững, cũng như là mình phải đánh giá được cái khách hàng của mình là những khách hàng tiềm năng, những khách hàng mà chúng ta sẽ có thể là đi với lâu dài được. Đó. Đấy. Tiếp theo chữ P thứ sáu ở đây chính là process, về quy trình. Đấy, chúng ta phải xây dựng các quy trình, đấy, tất cả các loại quy trình trong hoạt động marketing của chúng ta, thậm chí xây luôn cả quy trình cho phòng kinh doanh, nếu chúng ta muốn. Đấy, rồi quy trình, rồi trải nghiệm khách hàng. Thí dụ như là quy trình bán hàng, quy trình xử lý đơn hàng, xử lý đơn hoàn, khiếu nại, xử lý khủng hoảng truyền thông. Đúng. Rồi thì quy trình làm việc với đối tác. Ngày nay các bạn biết là đối tác rất là quan trọng, đúng không? Thì nó chính là cái chữ chữ P trong cái 13P là partners. Đấy. Thì các bạn muốn làm marketing tốt cho khách hàng thì các bạn phải làm marketing tốt cho đối tác, bởi vì đối tác có cung ứng sản phẩm rẻ cho bạn thì bạn mới có sản phẩm rẻ mà bán cho khách hàng. Đối tác có cung ứng sản phẩm đều cho bạn thì bạn mới có sản phẩm đều bán cho khách hàng. Đó, khách hàng là đầu ra còn đối tác là đầu vào. Đấy, cho nên là mình cũng phải làm nó là như vậy. À, đào tạo và thực hiện theo quy trình, đúng không? Ví dụ như là chúng ta phải ISO hóa là vì thế. Tất cả những cái quy trình như này chúng ta đều phải 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 xây dựng và làm, và giảm cái quy trình và giảm cái thời gian quy trình xuống. Thì đây là cái vai trò của các cái giám đốc kinh doanh và giám đốc marketing chúng ta cần phải làm. À, một cái nhà hàng mà tôi đã từng tư vấn, các bạn biết là họ có đến 200 quy trình. À, một cái nhà hàng thôi mà chị này chị làm ISO, chị làm rất là chuẩn. À, rửa bát có quy trình, bảo vệ đón khách có quy trình, bày biện tiếp khách, chào hỏi, thanh toán có quy trình hết. Đấy, thế nên như vậy thì người ta mới thành công, và cái cửa hàng, cái nhà hàng của người ta mới phát triển được chuỗi, và người ta mới bán được, người ta mới bán được thương hiệu, và người ta mới tồn tại lâu được trong một cái bối cảnh mà sức ép rất lớn như thế này. Đấy. Rồi chúng ta cũng có thể là sử dụng được những cái phần mềm hỗ trợ cho bán hàng, cho xây dựng quy trình. Ví dụ như workflow, tức là cái dòng thông tin, rồi chatbot hỗ trợ cho chúng ta sử dụng các cái công cụ về kho hàng, vân vân. Chữ P thứ bảy là physical evidence, là các cái minh chứng. Thí dụ như là phải đạt các cái tiêu chuẩn 5 sao, 6 sao như thế nào. Bọn Ả Rập thì nó chuyên là gì? Khách sạn đầu tiên trên biển, đúng không ạ? Rồi thì khách sạn 7 sao, rồi thì vân vân. Đấy. Các cái minh chứng của các đối tác của bên thứ ba, vân vân. Rồi. Đấy. Số liệu chứng minh rằng là mình làm rất là hiệu quả. Đấy. Rồi thì nhà máy thì chúng ta phải chia sẻ những cái phần thông tin của nhà máy trong phần truyền thông của chúng ta. Mình muốn minh chứng rằng là mình có công nghệ hiện đại, mình có quy trình sản xuất tốt, mình có con người, mình có phần mềm, phần cứng, mình có nhà máy, vân vân. Thì mình phải show up, phải khoe ra cho khách hàng, cho đối tác người ta biết, để người ta yên tâm cộng tác cùng với mình, đúng không ạ? Tiếp theo là performance, tức là marketing hiệu quả. Thì hiện nay người ta hay chạy quảng cáo, người ta nói rằng đấy là chạy performance, tức là chạy làm sao nó ra hiệu quả, các cái chiến dịch bán hàng làm sao giá thầu nó rẻ, ra được nhiều đơn,
Đấy, thì phải chọn kênh như nào, công cụ như nào, content như nào, số lượng ngân sách, số lượng đơn hàng. Đấy, các cái chỉ số KPI, OKR như thế nào. Đúng không ạ? Quản lý về mặt nhân sự, quản lý về mặt công cụ, quản lý về mặt hiệu suất. Thì cái chữ PC8 đấy là performance, là marketing hiệu quả, hay là hiệu quả của marketing ROI là như thế nào. Chúng ta phải đo lường, chúng ta phải thống kê, và chúng ta phải cải tiến được cái quy trình đó. Và cái này sẽ đi vào từng công cụ nha. Chúng ta sẽ có rất nhiều các chỉ số. Facebook có chỉ số riêng, website có chỉ số riêng, TikTok có chỉ số riêng, Zalo có chỉ số riêng. Đấy, các cái công cụ quảng cáo khác có chỉ số riêng. Đấy, nha, chúng ta phải đo lường theo công cụ chắc chắn rồi. Đấy, YouTube có chỉ số riêng. Marketing 1 tới 1. Tức là đây là gọi là direct marketing. Thì ngày nay thì nhờ cái công nghệ như là email hay là Facebook hay là chatbot, rồi thì chúng ta có thể là đặt hàng theo yêu cầu này, khắc tên cho sản phẩm dành cho khách hàng này, chọn màu theo yêu cầu này, gửi thông tin tới khách hàng này. Nó gọi là marketing 1 tới 1. Dữ liệu nhỏ, có dữ liệu lớn thì cũng có dữ liệu nhỏ, có marketing phổ biến thì cũng có marketing theo kiểu là chỉ có 1 tới 1 thôi. Đấy. Marketing cá nhân hóa, personalization, gia tăng được trải nghiệm khách hàng, điều hướng khách hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi, tăng tỷ lệ chốt đơn, gia tăng lòng trung thành của khách hàng, tạo sự thân thiết, tạo mối quan hệ tốt, đúng không? Rồi, chữ P thứ 10 đấy là planning, đúng không ạ? Lập kế hoạch. Thế thì chúng ta làm thế nào để lập kế hoạch marketing? Thì có hẳn một cái series video và rất nhiều các bài hướng dẫn về lập kế hoạch, thì tôi sẽ bổ sung vào trong cái phần là CMO của các bạn. Đấy, nó là một phần của vai trò của các CMO. Đấy, để làm được cái kế hoạch như này thì chúng ta phải biết cách lập như thế nào. Đấy, tiếp theo là P11 là partners. Thì ngày nay tôi khẳng định với các bạn là partners rất 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 là quan trọng nhé, rất là quan trọng. Đấy, thí dụ như là VinFast bán xe thì họ phải nói rằng là họ mua bản quyền của BMW, họ thiết kế bởi một cái studio rất là lớn của Ý, đúng không ạ? Họ sử dụng dây chuyền rất là hiện đại của Nhật, của châu Âu, vân vân, họ đạt những cái tiêu chuẩn ISO rất là cao, vân vân. Thì tất cả những cái thứ đấy đều gọi là partners, tức là bên thứ ba, đối tác, họ chứng minh cho cái uy tín của một cái thương hiệu mới. Và ông Kotler ông nói rằng là bạn có làm marketing tốt với partners thì khách hàng của bạn mới được hưởng. Thí dụ hiểu như này, bây giờ bạn muốn bán một cái xe hơi rẻ đi thì đối tác của bạn phải cung cấp cho bạn cái linh kiện nó rẻ đi. Họ bán cho bạn đắt thì bạn lấy đâu ra chi phí nó rẻ đi mà bạn bán thành phẩm cho khách hàng rẻ đi được, có đúng không ạ? Và ông có lấy một cái ví dụ là nhà máy Honda ở bên Mỹ được bình chọn là top 6 cái đối tác mà gọi là có cái tính ổn định cao nhất ở Mỹ. Có những cái đối tác cung cấp nguyên liệu, cung cấp linh kiện cho Honda thì từ nhiều năm nay đều rất là ổn định và rất là hài lòng với các chính sách của Honda. Như vậy điều đấy cho thấy rằng là họ rất là quan tâm đến phần marketing dành cho đối tác. Đấy, trải nghiệm khách hàng thì cũng có trải nghiệm của đối tác. Đấy, và đấy, như vậy họ đã sử dụng rất nhiều các cái đối tác quan trọng để xây dựng thương hiệu cho chính mình, nhất là những thương hiệu mới. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ tốn tiền và nó sẽ phải cùng đẳng cấp, đúng không? Cùng đẳng cấp. Ví dụ như là bạn thương hiệu bạn cao và bạn chọn đối tác thấp thì các bạn nó sẽ bị kéo xuống. Còn thương hiệu của bạn vừa bạn làm như này là đẹp nhất, còn thương hiệu của bạn vừa mà bạn làm cao hơn nữa thì nó sẽ kéo bạn lên một phần. Đấy. Và tiếp theo đấy là PR, còn gọi là public relation, tức là quan hệ công chúng. Thì tôi sẽ có một cái bài giới thiệu về quan hệ công chúng riêng cho các bạn sau nhé. Và đặc biệt là phải xử lý làm như nào tôi hướng dẫn hết. Phần này đang cũng nói vào đây thì nó sẽ hơi bị dài. Và xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến thì tôi cũng có series video này, xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến thì tôi cũng sẽ đưa vào trong cái khóa CMO này đó. Ok, đấy là phần PR rất là kỹ. Và cuối cùng đấy là cái chữ P cuối cùng tôi đưa vào, đấy chính là productivity, tức là mình làm sao để tăng được cái năng suất sản xuất, tăng được cái năng suất lao động thì sẽ góp phần giảm giá thành, rồi thì tăng khả năng cạnh tranh. Đấy,
Đấy là cái ý niệm về 13P của tôi. Và tôi cũng xin phép giới thiệu với anh chị các bạn, và toàn bộ cái slide này thì các bạn có thể liên hệ với tôi sẽ gửi cho các bạn, hoặc là các bạn mua cái cuốn sách Marketing Online 4.0 để xem. Và nếu như các anh chị và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Xin chào, cảm ơn các anh chị rất nhiều.